Hôm nay đánh dấu 41 năm ngày Thánh tử vì đạo ở Bangladesh, tin tự một Mohpur. Hàng ngàn người Bangladesh ngày hôm nay tổ chức ngày Thánh tử vì đạo tại một đài tưởng niệm ở thành phố Mohpur, vinh danh các trí thức và các giáo sư bị giết chết trong cuộc chiến tranh giải phóng năm 1971. Bangladesh đánh dấu ngày này để tưởng nhớ hàng trăm thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư và nghệ sĩ bị quân đội Pakistan giết hại vào ngày 14 tháng 12 năm 1971, chỉ hai ngày trước khi Bangladesh nhờ sự giúp đỡ của Ấn Độ giành được độc lập từ tay của Pakistan sau cuộc chiến kéo dài 9 tháng. Bangladesh chưa bao giờ tổ chức các tòa án về tội phạm chiến tranh, mặc dù theo hồ sơ của chính phủ thì có khoảng 3 triệu người bị giết chết trong chiến tranh. Vào ngày 14 tháng 12 hàng năm, thì người dân Bangladesh lại tưởng nhớ hàng trăm nhân vật trí thức của đất nước đã bị quân đội Pakistan và tay sai địa phương bắn chết hoặc bị tra tấn đến chết. Hôm nay, thì quốc kỳ của Bangladesh cùng với cờ đen được treo rủ xuống, trong khi cựu thủ tướng Begum Khalada Zia đặt vòng hoa nơi đài tưởng niệm. Một nghị sĩ cho biết là hôm nay là ngày biểu thị cho sự tôn trọng đối với người đã chết.